Theo thông tin từ Bộ Y tế, chỉ trong sáng nay, 16 tháng 7, Việt Nam ghi nhận hơn 1.900 ca mắc mới, trong đó nhiều nhất vẫn là thành phố Hồ Chí Minh với 1.399 ca nhiễm. Trước sự khó khăn của người dân đang sinh sống tại thành phố trong những ngày giãn cách xã hội, theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, Chư Ni Chùa Thanh Tâm đã kết hợp với nhóm từ thiện Sen Vàng hỗ trợ suất ăn miễn phí cho người dân tại các điểm phong tỏa. Tại bếp nấu ăn chùa Thanh Tâm, Ni Sinh nội trú tất bật chế biến những phần ăn để kịp gửi đến bà con. Cùng đó, cũng tại bếp ăn căng tin của Trường Đại học Y Dược Phạm Ngọc Thạch, thành phố Hồ Chí Minh, kết hợp với Công ty Cổ phần Truyền thông và Giáo dục Sen Vàng, hàng ngày hỗ trợ hơn 2.000 suất ăn gửi đến bà con có hoàn cảnh khó khăn trong những ngày thực hiện chỉ thị 16 của Chính phủ tại thành phố Hồ Chí Minh. Ni sư Thích Nữ Như Nguyệt, Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam bày tỏ. Để thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, người dân thành phố Hồ Chí Minh, nhất là trong những cái địa điểm bị phong tỏa, gặp khó khăn về vấn đề thực phẩm, cho nên chùa Thanh Tâm cùng với nhóm từ thiện Sen Vàng nhiều ngày qua đã hỗ trợ một số quà thực phẩm và các suất ăn đến các địa điểm bị phong tỏa trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, nhằm để cùng với nhà nước và nhân dân vơi đi những khó khăn trong cái công việc phòng chống dịch trên địa bàn thành phố. Nhân đây xin thành kính tri ân chư tôn thiền đức tăng ni, các mạnh thường quân Phật tử đã gửi các thực phẩm và rau củ để hỗ trợ cho tăng ni sinh tại Học viện Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó có chùa Diên Quang ở Bắc Ninh 10 tấn gạo và một số chùa tại tỉnh Đắk Lắk, Vĩnh Long, Sóc Trăng như Đồng Nai. Xin chân thành tri ân tất cả quý vị. Cùng nhau chia ngọt sẻ bùi, nhường cơm sẻ áo, Phật giáo trong những ngày qua luôn tích cực trong công tác từ thiện xã hội, đồng hành cùng bà con đồng bào trong nạn dịch. Được biết, chùa Thanh Tâm và nhóm từ thiện Sen Vàng cũng đã vận động khắp nơi từ các tỉnh thành như rau, củ, gạo để kịp thời đáp ứng phần nào sinh hoạt hàng ngày cho người dân tại thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều đợt trao tặng những phần quà và suất ăn cho bà con trong suốt thời gian giãn cách xã hội. Việc làm đó là nghĩa cử cao đẹp của những người con Phật, tình người lại càng ấm áp thêm trong lúc khó khăn này. Những chuyến xe hàng vượt đường xa ngày đêm, những phần ăn được nấu từ bếp ăn chùa Thanh Tâm do các ni sinh gửi gắm và sự phát tâm thiện nguyện của nhóm từ thiện Sen Vàng là niềm động viên lớn lao để toàn dân chung sức chung lòng vươn lên trước khó khăn của nạn dịch.